như cái bông vụ vậy đó quý vị. Như một cái hình tam giác quý vị. Như cái hình tam giác mà chổng ngồi xuống vậy đó. Ở là cái tôi đứng ở đây chơi rồi view xấu tôi gì đó chạy. Chờ quý vị ơi đừng có tin nha. Ai muốn tin thì khi nào giảm cái chương trình này đi, đi theo em sẽ đo kiểm chứng cho quý vị, mày sẽ tin. Đi nói bạn đi đâu mà đội? Đi đo. Đi đo. Đo 3 vòng. À có nghĩa là bây giờ cái này là không phải là cái vòng thiệt hả? Thiệt chứ mà nấu hơi hơi. Người ta không tin thấy không? Trời ơi. Người ta nhìn là người ta thấy liền là nhìn chị như cái hình tam giác vậy đó chị. Nhìn chị giống như là mọi người có biết cái đài gì á? Cái đài gì? Cái đài nướng mà kim kia. Nướng bún súng hả? Ờ đúng rồi á. Nó kêu bị chen. Nó mẹ trong cái tháp đi. Không, cái đài gọi tự nhiên quên mất tiêu cái đài đó. Đài gì? Cái đài phát thanh. Cái đi. Không phải, cái đài phát thanh. Đâu vậy? Cái đài đó là cái đài gì ta? Đài dân vọng hả? Không. Cái đài gì? Cái đài mà người ta làm cái hình tam giác cái gì nè. Cái đài gọi là tự nhiên. Đài Bắc hả? Má đài Bắc là ở Đài Loan má ơi. Còn cái đài gì? Thôi mẹ dẹp quá bỏ qua đi má. Thôi dẹp đi. Đây cái đứa mẹ ơi. Trời ơi. 20.000 một tờ lấy vé. Đó, mua vé dùng cho tiền ủng hộ mẹ trong ngày kia. Bắt vé cho con bé nhỏ con nè. Đó, đăng ký cho con bé nhỏ con nè. Dạ, ở ngoài đường mấy anh chị xe mà tới đó, dạ ai muốn vô luôn tôi là đưa tay lên nha. Dạ, bán tới nơi luôn nha mấy anh chị nha. Bán tới nơi để nhổ luôn. Đó. Quý vị ơi đó, ở bên ngoài mấy anh chị muốn đảm bảo an toàn mình có thể là gửi xe ở phía đằng sau. Rồi mình vô trong này ngồi chơi chung với tụi em cho vui quý vị nha. Thôi, ngày hôm nay là ngày... Ngày hôm nay là ngày khai trương đầu tiên của Đài Loan Tôi Sài Gòn Đương Thời tại sân khấu của cà phê Góc Đèn Dầu. Ở đây luôn đó nè. Má rồi. Gà nói tiếp đi. Hết nói luôn má. Gà nói thì cần nói đi. Thì thôi, thôi sổ luôn đi má. Rồi cái thứ gì? Ở phía dưới, còn ai chưa có vé người tại chỗ dơ cao cánh tay. Nói tiếp đi. Đây là hôm nay là ngày đầu tiên khai trương của Sài Gòn Đương Thời là phục vụ tất cả quý vị mình tại đây đây. Tiếp. Hết rồi đó. Ủa là hết rồi đó. Có người thôi đó hả? Và cho những vị khán giả nào mà mình lần đầu tiên mình chơi lô tô và cũng là lần đầu tiên biết đến Đài Loan Sài Gòn Đương Thời thì hiện tại là tụi em có một cái những cái kênh truyền thông, kênh YouTube, TikTok và Facebook đều là mang tên là Đài Loan Sài Gòn Đương Thời hết. Thì quý vị này ở đây nếu mà mình chưa có biết thông tin về đài thì mình có thể lên những cái trang thông tin đó để mình theo dõi. Ở trên đó sẽ có thông tin lịch diễn cũng như là những cái sản phẩm của Đài Loan Sài Gòn Đương Thời ra mắt trong thời gian sắp tới. Hy vọng quý vị cho tụi em một follow quý vị nha. Và ngoài sân khấu ở đây tụi em còn một địa điểm hả? Rồi. Và ngoài địa điểm tụi em mới khai trương ở đây thì tụi em có một cái sân khấu chính ở sân khấu C30 Hòa Bình 141 Bắc Hải, phường 14, quận 10. Thì nếu quý vị nào mình có ở gần ở đó hoặc là có người thân ở đó thì có thể là cổ vũ người thân đến để ủng hộ cho tụi em đi biểu diễn từ thứ năm cho đến chủ nhật hàng tuần quý vị nha. Rồi. Đây, còn ở dưới, ai còn chưa có vé mời tại chỗ giơ cao cánh tay lên giùm em. Ai ghé cho anh trai kìa, anh trai áo đỏ luôn rồi thấy chung đó. Rồi, còn ai đâu có vé rồi, dưới mắt mình sẽ cố chuẩn bị giơ xuống. Chưa gì phải nặng vô, hiểu không? Bây giờ là cái vô điện đi.
Năm nay hiện tại chỉ có 48 thôi quý vị nha. Ôi là trời. Rồi thôi để phát lại nha. Đừng có nói những cái gì nữa đấy chứ. Okay, lại đi. Lên lại đi. Dù là cơn mưa bão giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là hoang mang, bên môi con trao cả trời. Để người tình cầm tay
mẹ già rồi đó nha. Thì chứ cái kia tôi bằng mẹ sao không già được. Rồi sao nữa? Không nghe mẹ nói nè. Thôi nhân nghĩa ta chuyện làm rễ khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ cho lòng. Con cũng sợ nữa, bởi vì mẹ biết sao không? Sao? Người ta nói gì nè. Ta nói sao? Đã bắt đầu. Ta nói sao? Ta nói là mẹ ơi, phận gái thì 12 bên nước đến. Sao vậy? Phận gái là ta con gái, con này là phận gái đâu mà phận gái. Con chưa có nói hết. Con thân trai thì vô bên. Ta mày luôn nè. Con chờ chị giá là 1 triệu đồng thì hai người mình chia đôi với nhau giùm em nha. Rồi, xin mời hai anh chị ở xuống bên dưới nè. Sao? Giờ chị sao? Rồi. Tặng gấu nè. Con gấu đâu? Gấu đâu rồi? Gấu rửa đi cưng. Em ơi. Anh chị ơi. Hai em. Doraemon. Capichu. Ôi con gì vậy? Pikachu má ơi. Capichu. Capichu là cái gì bà nội? Đây. Trời ơi, đó đó con thỏ. Gì mà nội, trời ơi. Ga lăng dễ sợ vậy đó, cưng ghê. Tôi phải là con trai mà ga lăng vậy đó. Rồi, nhấc tay cho lẹ cái chân lưng nữa mẹ ơi, cùng tham gia tham dự cho em qua dòng người mới luôn nha. Rồi mấy mẹ ơi, để cho mấy vị mình sẽ bắt đầu tham gia tham dự cũng
ủng hộ cho em một lần tiếp tục nha. Rồi, ôi trời, tăng trường rồi. Kể tăng trường rồi má ơi. Ôi, cá chơi hả? Nó giờ cá chơi hả? Báo đầu trường báo động tới mắt chị đó. Ok vậy bà nội, ta là gì bắt nam nhỏ kia. Kỳ vậy. Rồi, cái đâu hả? Ủa, mình nó tâm sự cho em nữa hả? Ủa, đi đâu mất tiêu rồi chạy. Ghé đây tôi ẩn đây. Rồi, và cái đứa về để thay đổi bầu không khí thì Cẩm Nhung xin gửi đến quý vị nghe qua với một bài hát